Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay, tôi sẽ có sứ điệp dành cho anh chị em liên quan đến điều mà Chúa Giêsu đã làm. Tôi gọi sứ điệp đó là Chúa Giêsu đã làm gì cho chúng ta? Chúa Giêsu đã làm gì? Dĩ nhiên, anh chị em ngồi đây là những người đã tin Chúa. Ít nhiều chúng ta đã biết điều Chúa làm. Nhưng rất là quan trọng để chúng ta thường xuyên nhắc cùng nhau nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã làm. Vì điều đó ích lợi cho chúng ta. Điều đó khiến cho đức tin chúng ta có kết quả. Bởi vì thật sự những gì chúng ta nhận hôm nay là kết quả của đức tin trong lòng. Chúng ta tin đúng, chúng ta công bố đúng, chúng ta sẽ nhận đúng. Nếu chúng ta tin sai, chúng ta nói ra những lời sai, chúng ta sẽ nhận được những kết quả rất sai. Ngày hôm nay, không phải tất cả mọi người đều tin những gì Chúa Giêsu làm. Có những người tin rằng Chúa chỉ chết để cho chúng ta lên thiên đàng. Nhưng Chúa không còn chữa bệnh, không còn đủ quỷ, không còn giải cứu, không cho chúng ta bất cứ điều gì khác. Và quả thật, Chúa Giêsu nói, hễ chúng ta tin thế nào thì chúng ta thể ấy. Phạm thế, mình tin A, mình được A. Mình tin A và B, mình được A và B. Cho nên rất quan trọng, dưới ánh sáng của Kinh Thánh, ngày hôm nay tôi cùng ông bà Trang sẽ xem xét lại những điều cơ bản mà Chúa Giêsu đã làm, hầu cho sự sống của chúng ta được đầy dày những ân phước một cách trọn vẹn ở trong Chúa. Amen Trang. Chúng ta nhìn vào thế giới đầy đau thương. Nhìn đâu cũng có bệnh tật, gông cùm, đói nghèo, xiềng xích. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy hết, không cần phải tìm. Đi ra đường đã thấy. Phải không ạ? Khắp nơi. Và điều đó không phải chỉ có thời kỳ cuối cùng này. Cả hàng ngàn năm nay, thế giới loài người đang quằn quại trong sự khổ đau. Chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy có những chiến tranh, có những dịch lệ, có những đói kém. Và nó có thể giết chết hàng trăm ngàn, hàng triệu người. Điều đó là không thể chối cãi. Và cũng một sự thật nữa là Chúa Giêsu Christ đã đến. Như chúng ta đã nghe, Ngài đã trả bằng chính huyết Ngài để Ngài có thể tháo mọi xiềng, chữa lành bệnh, đuổi mọi tà linh và khiến cho con người ta sống trong cái sự phục hồi mà Chúa đã dành. Thế nhưng thế giới vẫn tiếp tục khổ đau cho đến tận ngày hôm nay. Mặc dù Chúa cứu thế Giêsu đã giáng sinh 2000 năm trước rồi. Tại sao? Tại sao đã có Chúa, giải pháp đã có, mà thế giới vẫn chiến tranh, dịch lệ, đói nghèo, bệnh tật, đau yếu, quỷ ma, quỷ hành hạ? Chỉ có một sự giải thích hợp lý nhất. Đó là bởi vì nhiều người chưa biết đến Chúa. Giống như một người bị bệnh, và ở trong làng có một ông thầy có thể chữa lành, thầy thuốc có thể chữa lành, nhưng mà không biết, cho nên chết vì bệnh đó. Hoặc là người ta biết nhưng hồ nghi, không tin, nghi ngờ. Cái này khá nhiều, phải không nhé? Anh chị em đến với một gia đình đang gặp những đổ vỡ, đang gặp những đau yếu, đang gặp những điều khổ sở trong cuộc đời, và anh chị em bằng cả tấm lòng nói rằng lạy Chúa, hãy giúp con để con nói về Chúa Giêsu cho gia đình này. Và anh chị em bắt đầu chia sẻ, đâu có phải ai cũng mở lòng đón nhận. Thậm chí người ta cũng nói rằng, hay là những người tin lành này đến dụ chúng tôi làm cái gì đó. Người ta sống trong một thế giới đầy nghi ngờ, đầy dễ hồ nghi, và mất đi cái ân điển của Chúa Trời dành cho. Và tiếp theo nữa, có thể có một lý do nữa là nhiều người biết Chúa Giêsu, biết rằng là Ngài có thể, nhưng mà người ta thích giải quyết cái nan đề của mình theo cái cách của riêng mình, chứ không theo cách của Chúa. Và thế rồi tiếp tục
sống trong cái nan đề mà mình phải gặp phải. Vì sức người là hữu hạn và không có một giải pháp nào ngoài trừ giải pháp trong Chúa Giêsu. Tuy nhiên, tin vui cho tất cả chúng ta là thế giới hiện nay vẫn có tầm 3 tỷ người đã tin và theo Chúa Giêsu. Và mỗi ngày trên mạng xã hội hay trên tất cả mọi phương tiện truyền thông, chúng ta được nghe những lời chứng diệu kỳ từ họ. Chúa Giêsu đã làm những điều diệu kỳ qua cuộc đời của họ. Người thì được khỏi bệnh, người thì thoát khỏi ma quỷ, người thì thoát khỏi đói nghèo, người thì hôn nhân được hàn gắn, người thì thoát khỏi nghiện ngập và những điều khác nữa, vân vân. Chúng ta đọc được những lời chứng đó đầy đầy luôn. Cụ thể nhất tại đất nước chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta thấy vô số những người ung thư được chữa lành, nghiện ngập vứt ra đường HIV giai đoạn cuối được phục hồi. Ai đã làm điều đó? Chúa Giêsu đã làm. Xã hội không thể làm, loài người không thể làm, gia đình không thể làm, không thể làm cách gì để giúp những con người đó. Nhưng Chúa Giêsu đã giúp được đó và họ đã đứng lên từ trong cuộc buồn của cuộc đời này. Anh em thấy không? Đây là bằng chứng sống để chứng minh rằng quả thật những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta là chân lý, là sự thật, là điều đáng tin, đáng nhận, chứ không phải chúng ta thuyết pháp, không phải chúng ta đang rao giảng một triết lý, một tôn giáo nào ở đây. Chúng ta đang nói về việc Chúa Giêsu làm để chúng ta được hưởng lợi. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ nói về ba điều mà Chúa Giêsu đã làm. Ba điều này rất là căn bản trong đời sống của mọi một con người. Hễ có người nào sống thì đụng chạm đến ba điều này. Bất kể con người nào sống trên đất sẽ đụng chạm đến ba điều này, sẽ đối mặt đến ba điều này. Cho nên dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta ngày hôm nay phải cùng nhau để thuyết phục trong lòng rằng và tin thật sự trong lòng rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự lỗi sạc của đói nghèo, và Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự lỗi sạc của bệnh tật, Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự chết lần thứ hai. Chúng ta phải thuyết phục được ba điều này. Tại sao có cái lần thứ hai thì chúng ta mình biết chết lần thứ nhất không bằng ở đây, vì tất cả chúng ta rồi ai cũng ngủ hết. Ai ngồi đây em sống đời đời không? Không có. Tôi cũng sẽ ngủ, anh chị em rồi cũng sẽ ngủ với Chúa. Cho nên chúng ta nói đến lần thứ hai. Cho nên chúng ta nghe không kỹ, bắt đầu nói ông một sư quý ông giảng là Chúa cứu chúng ta khỏi chết. Nhưng giờ chúng ta sống đời đời không, chết lần thứ nhất phải có. Nhưng chúng ta được Chúa cứu sống khỏi chết lần thứ hai. Chúng ta sẽ biết. Bây giờ chúng ta đi từng bước nha. Bây giờ tại sao chúng ta nghèo thiếu? Tại sao chúng ta đói khát? Tại sao chúng ta thiếu thốn? Hậu quả của nó là từ lời rủa xả của Đức Chúa Trời kể từ khi Adam sa ngã. Anh em nhớ, đây là sự rủa xả của đấng tạo hóa dành cho tất cả loài người. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 17-19 chép, Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh ra chông gai, cây tập lê. Ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi ngươi có mà ra. Vì ngươi là bụi, ngươi phải trở về bụi. Thưa anh chị em, sự thiếu thốn đói nghèo ở trên trái đất này bắt đầu từ Sáng Thế Ký chương 3 câu 17. Bắt đầu từ đây. Cho nên bức tranh của cuộc sống con người từ ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nó không phải như bức tranh chúng ta thấy ngày hôm nay. Từ ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng và Ngài đặt Adam Eva vào khu vườn tuyệt vời của Ngài. Thật sự Adam Eva là người canh giữ cả một kho lương thực của Đức Chúa Trời. Người giữ kho mà đâu thiếu đâu. Thích lúc nào đưa tay móc ăn thôi. Không thiếu, không có cái chuyện thiếu thốn. Nhưng mà hôm nay anh chị em thấy bức tranh của con người hoàn toàn khác.
Bức tranh đó là gì? Khắp mọi nơi người ta vất vả vì kiếm miếng ăn. Mối quan tâm của loài người từ việc chăm lo để hòa mình chiêm ngưỡng và bày tỏ vinh quang Đức Chúa Trời thì trở nên là lo ăn gì, uống gì và mặc gì. Có phải vậy anh chị? Cả thế giới ngày hôm nay người ta chỉ lo về cái chuyện đó. Sáng thức dậy là nghĩ trong đầu, hôm nay mình kiếm quả gì là nó được này. Anh nghĩ đầu là anh sợ tiền. Nhưng mà nói thiệt với anh chị em, từ ban đầu Chúa không tạo con người với cái suy nghĩ đó. Từ ban đầu Chúa tạo con người là thức dậy, ôi bây giờ mình thờ phượng Chúa ở đâu, bây giờ mình sẽ ca ngợi Chúa ở đâu, bây giờ mình sẽ trò chuyện với Chúa ở đâu đó. Người ta sẽ nghĩ điều đó. Adam Eva đi lại trong vinh quang với Đức Chúa Trời trong vườn địa lạc cho đến ngày tội lỗi bước vào và bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Từ đó tất cả đau đớn thiếu thốn đói nghèo đã đến. Kết quả đó do đâu? Do không vâng lời. Không vâng lời. Cho nên anh chị em có thể đọc thấy điều đó trong Phục Truyền chương 28. Đức Chúa Trời đã lặp lại một lần nữa về cái sự vâng lời thì nó được như thế nào mà không vâng lời thì nó ra làm sao. Chúa Trời lặp lại để cho con người hiểu. Bởi vì Adam Eva đã không vâng lời mà sa vào sự thiếu thốn, sa vào sự rủa xả của sự thiếu thốn. Nhưng mà vâng lời thì sao ạ? Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, các trung thành và cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nay là mọi phước lành giáng xuống cho ngươi, hai chấm xuống dọc, ngươi sẽ được phước trọng thành, được phước ngoài đồng ruộng, bông trái thân thể ngươi, hoa quả đồng ruộng ngươi, sản vật sinh súc ngươi, luôn bị lứa đẻ bò cái chiên cái ngươi đều sẽ được phước, cái giỏ và thùng nhồi bọt ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước khi đi ra, ngươi sẽ được phước khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho cái thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi, chúng nó do một đường ra đánh ngươi rồi bảy đường trốn chạy trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng tại kho lúa và các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cho ngươi. Đức Giê-hô-va câu 11. Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được nhiều của cải dư dật, khiến cho hoa quả thân thể ngươi, sản vật sinh súc bông trái đất ruộng ngươi sanh nhiều thêm trong xứ đã thề cùng tổ phụ đã ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mà mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa giáng xuống đất ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay mà ngươi không vay ai. Anh em thấy phước hạnh của Chúa không ạ? Đây là bức tranh ban đầu Đức Chúa Trời dành cho Adam Eva. Adam Eva đụng vào thứ gì thử đo được phước. Adam Eva nói một cái gì cái đó được thành. Adam Eva chỉ vào cái cây và nói cây ra bông ra trái nhiều lắm cho ta hưởng, trái này ăn vào lập tức ngày mai nó ra thôi rồi luôn, bây giờ không cần xịt thuốc không cần gì cả, bây giờ mình muốn ra trái ra cho em xịt thuốc gì mà thôi cả một vùng trời, bây giờ tôi xịt thuốc không nó mới ra, còn không xịt thuốc là chẳng gì ra sau mò ăn hết. Anh em thấy mà đất rủa xả khắp mọi nơi, đồng ruộng rủa xả khắp mọi nơi. Cho nên tôi nói với anh em, ông bà mình ngày xưa lấy đâu thuốc mà xịt, nhưng mà còn sống đấy. Tại sao ngày hôm nay chúng ta làm cái gì cũng phải xịt thuốc, không xịt thuốc không có gì ra. Càng ngày tội lỗi càng gia tăng, càng ngày thế giới này càng đầy dậy sự gian nan và căn cứ theo lời Chúa, trời đóng cửa lại, mưa không xuống trên đất phải đầy, đất sẽ như đồng như sắt, cây tập lê, tất cả mọi thứ sâu mọt sẽ mọc ra trên đất này. Đó là hậu quả của tội lỗi, đó là hậu quả của sự không vâng lời, đó là điều mà con người phải chịu bởi vì chính những gì họ làm. Họ đã gạt Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời của mình, khỏi tâm trí mình, khỏi tấm lòng mình, và họ còn nói rằng không cần trời ta vẫn sống. Họ đã kiêu ngạo như vậy. Bạn chẳng thấy mà con người đã có những điều cực kỳ. Ngươi bị rủa xả trong thành, trong đồng ruộng, cái giỏ thành nhòi bọt của ngươi cũng bị rủa xả, các tầng trời trên đầu ngươi sẽ như đồng, đất dưới chân ngươi như sắt. Đó là chúng ta đọc qua cái câu trong này. Cho nên chị em, đây là thế giới, đây là bức tranh
của những người không có Chúa. Và ma quỷ là kẻ đã biết luật và nó đã cám dỗ con người phạm tội, đã cám dỗ con người để vi phạm luật pháp của Chúa, để rơi vào sự rủa sả của Đức Chúa Trời, như là những tội thờ thần tượng, bất hiếu, bất kính, không thờ phượng Đức Chúa Trời, ăn chơi xa đọa về mặt đạo đức, và những bất công xảy ra khắp nơi. Cái này ở đâu ra? Ma quỷ là kẻ biết luật anh chị, nó cám dỗ con người đi vào những sự đó để làm gì đấy? Để cho sự rủa sả đến trên đời sống của tất cả. Và mọi người biết, chúng ta là nạn nhân. Và anh em mình ngồi đây cũng đã từng là nạn nhân. Nhưng anh chị em ơi, hy vọng và sự giải thoát đã đến khi Chúa Giêsu bước lên thập tự giá. Thập tự giá thô nhám hải hùng mà Chúa Giêsu chịu lấy để có lời giải cho sự rủa sả ngàn kiếp của chúng ta, để ngày cứu chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi sự nguyền rủa của luật pháp. Anh chị em đọc sẽ thấy trong Galati chương 3 câu 13 chép, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bởi Ngài nên sự rủa sả vì chúng ta. Có lời chép rằng đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Giêsu Christ mà rải khắp nhân lực dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà lãnh được Đức Thánh Linh. Anh chị thấy không? Phước lành của Abraham là phước lành gì? Phước lành của Abraham là phước lành về ba mặt: vật chất, thể chất và tâm linh. Phước lành tam diện này đã bắt đầu đổ xuống trên chúng ta là những người có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Đây là điều mà anh em ngày hôm nay phải đi, phải công bố, phải sinh ra và phải nhận cho mình. Nếu anh em tin Chúa mà không tin những điều này thì chúng ta vẫn còn ở dưới sự rủa sả của ngàn kiếp. Tất cả bởi đức tin. Anh em, chúng ta được cứu bởi đâu? Đức tin. Chúng ta được chữa lành bởi đâu? Đức tin. Chúng ta được sự thịnh vượng, được sự dư dật, được sự may mắn bởi đâu? Tất cả bởi đức tin. Tên Hi-sô chương 2 câu 8 nói rất rõ, chúng ta được cứu nhờ ân điển, bởi đức tin nhờ ân điển, nhờ ân điển của Chúa Giê-xu, nhờ những gì Chúa Giê-xu làm. Và khi chúng ta tin, chúng ta nhận. Hôm nay tôi muốn khích lệ điều đó vào lòng anh chị em. Anh chị em hãy tin đi. Anh chị em hãy tin rằng khi mình bước vào Chúa Giê-xu là tất cả những quá khứ nghèo thiếu của mình bị chôn đó. Chúng ta đang bước ra với một đời sống đầy dạy phước hạnh của anh ra. Việc nào anh chị em làm chắc chắn là phải được thành công. Tất cả những công trình anh chị em đầu tư nó phải thành công. Hãy tin điều đó chị. Đức Chúa Trời và Đấng cung ứng cho anh chị em tại thời điểm anh chị em phó cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Ngài là Đấng cung ứng, Ngài là nguồn, Ngài là nguyên nhân của mọi phước hạnh trên đời sống chúng ta. Trước đây khi không có Chúa, thế gian là một, Satan là một, thờ phượng Satan là một, tìm kiếm những bùa chú là một, đi phải đi rước bùa buôn bán cho đất về là một, đi rước cái nọ rước cái kia về thờ lại là một, mở ra một cái cơ sở kinh doanh là phải đi xuống quận 5 rước ngay cái bàn thờ về, đó là một. Thôi quận 5 bán ngày lắm. Tôi nhìn thấy có ông, hồi kỳ tôi ra Hà Nội tôi nhìn thấy có ông to cao như thế này, cũng mấy tám, người bự lắm. Mà ông mở cửa hàng ông ra rồi cái là ông quỳ một xuống xá với cái tượng nhìn một cái tí này, một cái tượng nhỏ sợ thêm đâu mà ông quỳ lại kinh. Ông chọn cái mông lên cao ngất này, ông lại. Ông lại xong rồi ông chơi tượng, ông hút điếu thuốc, uống cốc cà phê với lại là làm gì đó. Và ông hút đây là chúc phước. Khi chúng ta không có Đức Chúa Trời, chúng ta tìm đủ mọi nguồn trong thế giới này và ước vọng rằng, kỳ vọng rằng, hy vọng rằng những sự đó chúc phước cho chúng ta. Nhưng phước đó chứ không thấy, chỉ thấy sự đua xa. Cho nên hôm nay đọc một câu này, chúng ta phải biết rằng, vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Galatia chương 3 câu 3. Kinh Thánh chép thế. Tôi và bạn trên là con cháu của Abraham. Có người nói
Con người Việt Nam sao mà con Abraham được? Nhưng không, cái nguồn gốc người Việt Nam của anh chị em chết rồi. Anh chị em có tin điều đó? Chết rồi. Nó chết từ ngày anh chị em tin Chúa Giêsu chết rồi. Vậy những người nào ở trong Đấng Christ là một tạo vật. Anh chị em là tạo vật của thiên đàng. Anh chị em là dòng dõi đức tin của Abraham. Anh chị em không hổ thẹn để đứng ra trước mọi người và nói rằng tôi là con cháu Abraham. Dòng dõi được phước, dòng dõi đức tin, dòng dõi được Đức Chúa Trời chọn lựa. Anh chị em hoàn toàn có thể nói điều đó. Ai nghĩ mình điên khùng hay bị gì đó thì cả, chúng ta nói điều chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng anh chị em hãy nhận biết những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Chúng ta là con cháu thật. Anh chị em ơi, tôi muốn gieo điều này vào lòng chúng ta. Tôi biết chắc một điều rằng chính sự khải thị này khiến cho đời sống vật chất của anh chị em bắt đầu khởi sắc. Chắc chắn như thế. Chắc chắn như thế. Tôi đã từng bị rồi. Tôi đã từng bị một lần trong đời và tôi nhớ không bao giờ quên. Đó là sống mà không có một xu nào trong túi. Không có, không có một đồng nào. Thậm chí mỗi buổi sáng tôi phải bò xuống gần giường tôi xem thử là ngày xưa mình dư dật có rớt cái đồng bạc nào dưới không. Xem thử mình nhặt cái chúng ta tặng cái bánh mì vậy ạ. Và tôi thấy được sự khủng khiếp của nghèo thiếu, cái sự khủng khiếp của đói nghèo, cái sự khủng khiếp của cái chuyện là bị tuyệt quệ tài chánh như thế nào. Kinh lắm anh chị em, đừng có giận cái chuyện này. Nó làm cho tâm trí chúng ta, tấm lòng chúng ta, chất lượng cuộc sống chúng ta phải nói là đều ngục trần gian. Anh chị em ai nghe được tôi điều đó? Tôi đã trải nghiệm chuyện đó. Gia đình một đứa con nhỏ sinh ra ban tháng mà nhà không có một đồng nào, mà nhà là nhà thuê đó chứ. Chủ nhà đến và nói ôi tụi bay có tiền nó mất đi ra bú. Tất cả ba người lộn thộn đi ra giữa trời tuyết đông như thế, không có một số. Và anh chị em ạ, trong lúc đó thì làm gì? Trong lúc đó tôi đã cảm ơn Chúa vì có người cho ở nhờ một hai ngày. Và tôi đã quỳ gối xuống tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện từ 10 giờ tối mà đến gần 4 giờ sáng chưa thấy buồn ngủ. Anh chị em hãy có những lúc khó khăn như thế. Những lúc khó khăn nó khiến chúng ta cầu nguyện mệt nghỉ luôn. Nó khiến chúng ta phải nói là kêu gào không biết ngừng nghỉ. Tôi nói Chúa ơi, phải cứu con lúc này. Tôi đâu có được học những bài học này. Tôi chỉ biết Chúa cứu mình, tái sanh mình rồi mình lên chờ ngày lên thiên đàng kiếm cái thùng cạc tông nào ở tạm trên đó thôi. Đâu có biết rằng là trong Chúa mình có quyền để sống dữ dằn. Đâu có biết rằng trong Chúa mình có quyền được giàu có. Trong Chúa mình có quyền được thịnh vượng. Không phải bằng hồn không, mà còn phần vật chất nữa. Tôi đâu biết. Và khi tôi nói Chúa hãy cứu con cảnh này. Anh chị em, tôi chia sẻ điều này 25 năm rồi tôi vẫn không được. Đến gần 4 giờ sáng tôi nghe một tiếng phán. Tiếng phán này nó ở tầm ở trong lòng nó nói ra chứ không phải trên trời nó xuống. Có một giọng nói bên trong nói như thế này: hỏi con, ta là Đức Chúa Trời của con, ta có quyền ban cho con dư dật mọi sự cần dùng và còn rộng rời để con làm đủ thứ việc làm, hãy tin ta. Anh chị em ơi, khi tôi nghe câu này, tất cả mọi buồn phiền lo lắng biến mất, biến sạch liền. Tôi vùng dậy và tôi cảm ơn Chúa, lạy Chúa. Ngài thật sự đã phán với con, Ngài thật sự đã cứu con. Và hôm nay con đã được mặc khải rằng Ngài có quyền cho con chứa chấp mọi sự cần dùng. Con chẳng sợ gì nữa cả. Mặc dù lúc đó trong túi cũng chưa có số nào. Có số nào đó. Nhưng chính đức tin đó đã bắt đầu mở cửa thiên đàng. Chính đức tin đó đã bắt đầu kết nối đời sống vật chất của tôi thông với nguồn ân điển của Đức Chúa Trời. Và chỉ ngày hôm sau thôi, trong thế giới khủng hoảng đó, tôi đã kiếm được việc làm 1.000 đô một tháng. Anh chị em thấy trường tôi mà ông sếp đó còn bảo là mày khổ quá cho mày ứng tiền trước. Thế mới làm ứng luôn đó, khổ quá cho mày ứng trước nhau để về xử lý công việc.
chưa bao giờ thấy anh đến. Và kể từ đó anh em đến nay, tôi chưa bao giờ phải gặp một sự thiếu thốn về đời sống vật chất nữa. Chưa bao giờ, không còn gặp nữa. Anh chị em, tôi muốn dùng những lời này để khích lệ anh chị em. Hãy có đức tin rằng Đức Chúa Trời có quyền cho anh em dư dật và thịnh vượng mọi bề. Đức Chúa Trời có quyền để cho anh em sống cùng rộng rời để làm đủ thứ việc khác trên đời này. Chúa là lãnh đạo. Hãy tin để chị em. Đừng sống mà không đạt tới giới hạn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vô hạn. Hãy cứ tin lại. Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa của chúng ta là một ông thần rất keo kiệt. Chúa chúng ta chỉ cho hàng này đủ ăn thôi, sống lên lắc qua ngày thôi, cái nhà ở như cái chuồng gà là được rồi. Chúa chúng ta không phải là đấng đó. Chúa chúng ta là đấng tạo dựng trời đất này và đủ chỗ cho hàng tỷ người là sao vậy? Chúa chúng ta là đấng tạo dựng ra không khí trong một khí quyển này đủ cho 7 tỷ người hít thở một lần. Chúa là đấng tạo ra những sông ngòi biển cả đến mức độ 7 tỷ người uống không hết nước của Ngài. Anh em thử đi. Nếu Chúa thiếu không khí thì chúng ta sống được không? Nếu Chúa thiếu nước thì chúng ta sống được không? Chúa luôn dư dật. Kể từ ngày tôi có khải thị về điều đó, anh chị em, đời sống vật chất là một cuộc sống để chúng ta vui hưởng cùng với ân điển Đức Chúa Trời, chứ không còn là những chuyện này tranh đấu ăn gì uống gì. Anh chị, anh chị đụng vào việc nào việc đó thành vợ, anh chị làm điều gì điều đó mang lại kết quả. Hãy tin điều đó. Cho nên Chúa thực sự đã cứu chúng ta khỏi sự vô xả của mọi người. Amen nhé. Chắc chắn là như thế. Anh chị em bây giờ là con cháu thật của Abraham. Amen. Anh chị em thấy rồi đó. Isaac đã thịnh vượng không? Jacob thịnh vượng không? Vua David thịnh vượng không? Vua Salomon thịnh vượng không? Tất cả con cháu của Abraham đều thịnh vượng. Thế thì việc gì mà chúng ta không thịnh vượng? Cho nên nếu anh em mình ngồi đây ngày hôm nay mà chưa thịnh vượng thì đó là bởi vì anh chị em chưa có khải thị. Chưa thôi, chứ tôi không phải là nói anh chị em là không, không thịnh vượng. Anh chị em chưa thịnh vượng. Nếu có thì đó là bởi vì chúng ta chưa bước vào khải thị của Đức Chúa Trời. Giống như cả một kho vàng ở đây mà chúng ta chỉ đứng ngoài cửa. Chưa bước vào. Tôi mời chị bước vào. Mỗi ngày thức dậy, anh chị em hãy bắt đầu công bố. Công bố sao? Tôi hay thường công bố: Lạy Chúa, con là con cháu Abraham. Con là người được chọn lựa của Đức Chúa Trời và được định cho đời sống dư dật và sung mãn trên đất này. Hãy công bố như thế nha anh chị em. Và mỗi sáng anh chị em phải chỉ vào những công việc của anh chị em đang làm. Nếu anh chị em có công ty, anh chị em có công việc đang làm, công việc kinh doanh buôn bán, anh chị em nói: hỡi công việc của ta, hãy khởi sắc. Hỡi công việc của ta, hãy thành công. Hỡi công việc của ta, hãy thành vượng. Hỡi công việc của ta, hãy sinh sản ra của cải vì Đức Chúa Trời ban phước cho ngươi. Anh chị em hãy nói điều đó. Bởi vì Chúa ban cho mình cái quyền để công bố đức tin trong lời Ngài. Anh chị em sẽ cảm thấy mọi sự xung quanh đời sống mình bắt đầu khởi sắc. Những cái tà linh thiếu thốn, giới hạn, đói nghèo, những cái thứ cướp giết hủy diệt, sâu keo cào cào châu chấu trong công việc anh em bay sạch. Nó bay bởi vì lời chúc phước của anh em. Anh chị em có thấy ví dụ như căn nhà này nó tối mịt như thế này, tôi không cần phải la hét cũng sầm gì cả, tôi chỉ bước vô và tôi bật ngọn đèn lại, bóng tối toàn không. Còn nếu chúng ta không bật ngọn đèn, chúng ta nói bóng tối ơi đi 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 mày đi 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 đi, anh em hò hét từ sáng đến khuya bóng tối vẫn đó. Cho nên ma quỷ nó chỉ đi khi anh chị em chiếu ánh sáng của đức tin vào, anh chị em nói những lời phù hợp với kinh thánh, lập tức bóng tối đi. Không cần phải nói gì, không cần phải động gì đến nó. Hãy khen Chúa, hãy chúc tụng Chúa và nói ra lời của đức tin. Amen nhé. Amen. Đó là cái. Cho nên mỗi buổi sáng tôi hay thức dậy và tôi đứng trên cái phòng tôi cầu ông trời,
Tôi công bố tất cả mọi thiên binh thiên sứ trên trời xuống là phải chúc phước vì tôi là con của Đức Chúa Trời. Anh chị em là con Đức Chúa Trời. Thiên binh thiên sứ trên trời phải phục vụ. Chắc chắn là như thế. Cho nên chị em ơi, hãy sống bằng đảm bảo. Rồi chúng ta bước sang điều thứ hai. Điều thứ hai là một điều hết sức là quen thuộc với chúng ta. Trong sự lỗi xả về thể chất có một sự lỗi xả gọi là bệnh. Phục truyền luật lệ ký chương 28 câu 21 chép: Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào đã diệt mất ngươi khỏi đất và ngươi xịt mà bà ngươi vào nhận lấy. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, nắng cháy, sự hạn hán, đinh đau, xong lúa mà hành hại ngươi, khiến cho nó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Học câu 27: Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chấp của xứ Ê-díp-tô, tỉ lò, ghẻ ngứa và lát mà ngươi không có thể chữa lành. Anh giờ thấy chưa? Hậu quả của tội lỗi và sự không vâng lời có cả bệnh tật. Có cả bệnh tật. Tại sao thân thể mình lúc nào cũng ốm yếu và bệnh tật? Là bởi vì trong đời sống của chúng ta có sự cạnh tranh. Đây là tôi nói với những người chưa tin Chúa đấy, những người thế gian. Tại sao mà bệnh quá vậy? Là bởi vì trong đời sống là có một điều gì đó trục trặc. Đời sống thuộc linh, đời sống tinh thần, hoặc là di truyền từ tổ phụ, ông bà, cha mẹ, lục thái truyền lại. Tại sao bệnh viện là cái nơi mà người ta không thích đến nhất, nhưng mà nơi đó lại đông người nhất? Tại vì cả thế giới sống với sự lỗi xả, tội lỗi bên trong tràn ngập hết. Cho nên kết quả của tội lỗi là bệnh tật. Tôi không nói rằng tất cả mọi bệnh tật đều là do phạm tội, tôi không nói như thế. Nhưng mà hễ phạm tội là dẫn đến bệnh tật. Nhiều khi anh chị em chẳng phạm tội gì cả, nhưng mà thức khuya thì nhiều vào bệnh không? Chắc chắc bệnh. Nhiều khi anh chị em chẳng phạm tội gì cả, nhưng mà suốt ngày ăn uống quá độ cũng bệnh. Chẳng phạm tội gì cả, nhưng mà làm việc quá sức. Quy định ngủ 8 tiếng thôi, bây giờ ngủ 1 tiếng thôi, còn làm việc suốt ngày suốt đêm. Làm không phải để hưởng thụ mà làm để chết. Không có những người như thế. Cày ngày cày đêm chết. Cho nên tôi nói là do lối sống chúng ta cũng dẫn đến bệnh tật nữa, chứ không phải tất cả. Nhưng mà tôi nói rằng hễ phạm tội thì dẫn đến bệnh tật. Trong đó bệnh tật có nguyên nhân là tội lỗi. Cụ thể là gì? Tôi lấy ví dụ ha. Trong câu chuyện mà bốn người khiêm một người bài đến trước mặt Chúa Giê-xu ở trong Mát chương 2 câu 5. Anh em nhớ câu chuyện đấy. Khi người bài được chồng đến trước mặt Chúa thì Chúa nói là sao? Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được. Mắt mới người bài liền đến mà Chúa lại bảo là không đứng dậy đi mà nói là tội lỗi ngươi đã. Bởi vì Chúa nhìn thấy cái nguyên nhân của bài liền. Nguyên nhân của bài liền của người này là do tội lỗi của người. Có vài người bài liền không phải do tội lỗi, nhưng mà chính cái anh này là do tội lỗi người. Cho nên Chúa mới phán rằng tội con đã được, hãy đứng dậy bác giường đi. Và anh đã đi. Và tiếp theo nữa, ở trong Luca chương 13 câu 10 có chép như thế này: Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có một người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, còng lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, người đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay lên mình người, tức thì người đứng thẳng lên và ngợi khen Đức Chúa. Nhìn thấy không? Thế thì người này bị bệnh là do đâu? Quỷ ám. Một người bệnh thì do tội lỗi gây ra, một người bệnh là do quỷ ám. Khi Adam và Eva bán cái thế giới này cho Satan, Satan có quyền điều khiển tất cả con cháu của Adam và Eva. Nó có quyền. Và chính ngày hôm đó, Chúa Giê-xu đã chạm trán với một người mà bị ma quỷ gieo bệnh tật vào 18 năm. Khi Chúa Giê-xu dùng lời nói để đuổi quỷ ra và đặt tay lên lưng bà ấy, thì bà ấy được chữa lành. Em thấy Chúa Giê-xu đã làm điều đó bởi vì Ngài biết rằng Ngài đến
để cho chúng ta được. Ngài đến để cất chúng ta khỏi sự ngủ sáng của bệnh tật. Ngày hôm nay khi chúng ta tin Chúa Giêsu rồi, chúng ta đã bước ra khỏi cái bóng nguyền rủa của bệnh tật để bước vào một đời sống khỏe mạnh trong thân thể và trường thọ. Đây là điều phải có đức tin. Ngày hôm nay anh chị em ngồi đằng trước này, có thể có rất nhiều anh chị em đến đây để mong chờ sự chữa lành. Đây, tôi chẳng anh chị em nhân sự là ai ngồi đằng trước người cầu nguyện chữa lành. Đây nữa, người anh em chúng ta đây. Tại sao chúng ta đến và tin rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành? Vì sao Ngài đã làm điều đó cho chúng ta chưa? Cho nên chúng ta cần phải nhìn vào Kinh Thánh và thấy rằng Ngài đã làm điều đó thì mình mới có cơ hội được chữa lành. Còn nếu chúng ta không tin điều đó, không biết điều đó, thì sự chữa lành chúng ta rất là mong manh. Chúng ta chỉ mờ mờ ảo ảo thôi. Cho nên tôi muốn tất cả anh chị em ngồi đằng trước này phải tin xác quyết một điều rằng Chúa Giêsu thật sự đã cứu anh chị em khỏi sự đổ xả của bệnh tật rồi. Ngài đã làm rồi. Câu Kinh Thánh đã được ghi lại ở trong phía rơi nhất chương 2 câu 24: Ngài đã gánh tội lỗi ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống lại cho sự công bình, lại nhân những lần đòn Ngài chịu mà anh em đã được lành bệnh. Nhìn thấy không? Đây, nhân những lần đòn Ngài mà anh em đã được lành. Anh chị em ngồi đây hãy chú ý cái từ đã được lành. Đã là gì? Giờ hiện tại mình đang đứng đây thì mình gọi tôi đang đứng. Không ạ? Ngày mai tôi đi về quê, tôi gọi là tôi sẽ đi về quê. Còn bây giờ bạn sinh ra rồi thì bạn nói sao? Đã sinh ra rồi. À, tôi sinh ra rồi. Đã là một cái từ để thể hiện cái gì đó. Làm xong rồi. Cho nên khi lời Chúa nói rằng bởi lần đầu ngày anh em đã được lành, thì anh em còn bệnh không? Hết rồi. Hết bệnh rồi. Cho nên anh em ngồi đây phải tin, phải tin rằng bệnh mình Chúa Giêsu đã lấy rồi. Và không còn là nào. Đức tin là quyền năng để đem những điều anh chị em hy vọng trở thành thật hơn. Anh em hy vọng được trở lại. Ô Chúa ơi, hôm nay con muốn được lành. Chúa ơi, con chờ đợi được lành. Tại sao khi kết thúc buổi thờ phượng này anh em lành? Là bởi vì anh em có đức tin. Đức tin là quyền năng để biến những điều mình trông chờ, những điều mình kỳ vọng trở thành sự thật. Nếu anh em không có đức tin, nó không xảy ra gì cả. Dù tôi có đặt tay ngàn lần cũng như vậy. Em ngã rồi đứng dậy, ngã đứng dậy về nhà mình tin. Không giải quyết. Tất cả là đức tin. Anh chị em hãy nói cho lòng mình, hãy công bố ra miệng mình: lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài, con đã lành bệnh rồi, vì đó là Ngài làm. Còn cái chuyện thân thể con nó nói gì mượn nó, nó đau nó đớn nó gì mượn nó ho nó hen gì là việc của nó. Ta không quan tâm. Ví dụ người anh em này nó đau nhất gì, chuyện của nó, phải không anh? Chuyện của nó. Còn bây giờ tôi đã lành rồi, tôi có làn da mới rồi, tôi được chữa lành rồi, người khen Chúa cái điều đó. Anh sẽ thấy thật là sẽ. Đó là đức tin. Đức tin không phải là ảo tưởng, đức tin không phải là hoang tưởng, đức tin là công bố và nhận những gì Đức Chúa Trời nói cho chúng ta. Ngài nói rồi. Ngài nói rằng bởi lần đầu Ngài mà tôi đã được lành, anh em đã được lành. Và trong Ê-sai 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh thì tiên tri Ê-sai đã nói rồi, trong câu 4, câu 5, chương 53: thật người đã mang sự ốm đau của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập làm cho khổ khổ. Nhưng người đã bị tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian nát chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt ngày chiều mà chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Đây là lời của Chúa Trời nói, đây là Kinh Thánh nói. Cho nên anh chị em ước ao sự lành bệnh, hãy tin. Đơn giản là tin. Đơn giản là nói với lòng mình, nói với chính con người mình: lạy Chúa, con lành rồi.
Trong Chúa Giêsu con lành rồi, trong Chúa Giêsu con đã được cứu khỏi bệnh tật rồi, trong Chúa Giêsu tất cả những ôn dịch này nó không có quyền trên con nữa rồi, con thoát ra khỏi nó rồi. Đơn giản được không? Ngài đang cứu nó, cứu công bố. Không phải là mình hoang tưởng, mình bỏ qua những triệu chứng của thân thể, đau nhức của thân thể, nhưng đức tin mình phải đủ lớn để nhìn xuyên qua những triệu chứng của thân thể. Đừng để ý đến nó, kệ nó, đó là việc của nó. Chỉ nhìn vào lời Chúa thôi. Nhìn vào lời Chúa và thấy rằng tôi đã được lành. Nhìn vào lời Chúa nói rằng Chúa Giêsu hứa với tôi rằng bất cứ điều gì tôi cầu nguyện trong lúc xin hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho. Tôi tin đã lành, chắc chắn sự lành đây. Anh em, đó là điều mà tôi muốn khích lệ anh em là Chúa đã làm và chúng ta phải nhận lại. Điều này rất quan trọng. Bây giờ chúng ta bước sang một phần bước cùng. Phần này giúp cho chúng ta hiểu được sự chết lặng hẳn. Và đây là điều cực kỳ quan trọng mà Chúa Giêsu đã làm khi Ngài bước lên thập tự giá, khi Ngài chịu chết, chịu chôn và sống lại. Ai rồi cũng phải chết, kể cả chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó, hy vọng là anh chị em sẽ đến dự đám tang của tôi. Hy vọng chắc chắn nhất ngày đó là ngày tôi về với Chúa. Chắc chắn anh chị em cũng vậy. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ ngủ trong Chúa. Cái này Kinh Thánh gọi là sự chết lần thứ nhất. Sự chết lần thứ nhất, người ta gọi đây là một cái sự ngủ thôi, một cái giai đoạn gián đoạn thôi, một cái giai đoạn tạm thời ngắt đi những hoạt động của chúng ta trên đất này cho cái nhiệm vụ tương lai thôi. Sự chết lần thứ nhất này không lâu dài. Vì sao? Vì Kinh Thánh trong sách Khải Huyền chương 20 cho biết sau 1000 năm hòa bình thì có một điều cực kỳ quan trọng xảy ra. Từ câu 11 tôi đọc anh chị nghe. Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn trắng cùng đấng ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trống ngang, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa các sách thì mở ra. Vậy là ông Giang ông nói ông thấy những kẻ chết lớn và nhỏ đều đứng trước tòa. Chết này là chết nào? Chết lần thứ nhất. Chết lần thứ nhất, tức là những người thế gian kia sẽ chết. Và tất cả những người chết kiểu gì? Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, chết vì chết đuối, chết vì HIV, chết vì xe cán vân vân. Tất cả đều sống lại hết và đứng trước tòa này. Cũng có một quyển sách khác mở ra, đó là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm, cứ y như lời đã biên trong sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chưa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy theo công việc mình. Câu 14, đoạn sự chết âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết lần thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đây là sự chết lần thứ hai. Sự chết này phải kinh khủng. Chứ còn cái sự chết mà đem nghĩa địa cho ông chết thôi, sự chết đó là ngủ thôi, chơi vui thôi. Còn cái sự chết mà bị quăng xuống hồ lửa để thiêu đời đó, đây là sự chết cực kỳ kinh khủng mà Chúa Giêsu nói. Anh chị em đọc các sách Phúc Âm có thấy Chúa Giêsu hay nói ngươi được cứu khỏi nơi khóc lóc nghiến răng dòi bỏ là mền và lửa đời đời không hề tắt. Anh chị em có thấy Chúa hay lặp đi lặp lại câu đó? Chúa nói rất nhiều về địa ngục nha anh chị. Chúa nói rất nhiều về hồ lửa nha, chứ không phải Chúa chỉ nói về tình yêu, về thiên đàng không đâu. Anh em đọc trong các sách Phúc Âm sẽ thấy Chúa nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Chúa nói quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không tin ta, chắc các ngươi sẽ chết. Chúa đang nói sự chết này. Chứ còn thật sự giờ mình tin Chúa mình vẫn ngủ cơ mà. Chúa đang nói sự chết này. Sự chết là khi phán xét bị quăng xuống hồ lửa. Đó mới là kinh khủng. Sự chết này được xảy ra sau 1000 năm hòa bình. Sau 1000 năm hòa bình. Trong Đa-nhiên chương 12 câu 2 câu 3 Kinh Thánh cũng có nói điều này. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy,
kẻ thì để được sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ. Giúp nhờ đàn đạo. Vậy thế mà. Nhưng trong Khải Huyền cũng có một chỗ khác nữa cũng nói điều đó. Câu chương 21 câu 5: Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn phán rằng hãy chết, vì lời này là trung tín và chân thật. Ngài phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước sự sống mà ban cho như không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, những kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, phàm kẻ nào nói dối, phần chúng đó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng. 200. Đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền chương 21 câu 1 đến câu 2. Cho nên Kinh Thánh định nghĩa sự chết thứ hai rất rõ ràng. Và bây giờ chúng ta hãy xem Kinh Thánh chết gì để anh em có sự khích lệ. Giăng chương 5 câu 24: Để anh chị mình có sự khích lệ rằng là liệu mình có phải đứng trước tòa án để phán xử không, hay là liệu mình có bị nguy cơ nào bị ném cho hồ lửa không. Nhiều khi anh chị em tin Chúa rồi còn biết rồi bị ném cho hồ lửa không biết rồi. Hơi căng bảo, hơi căng phải không? Nhưng mà hãy xem lời Chúa nói ha. Chúa nói quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Chúc mừng anh chị em, chúc mừng tôi, chúc mừng tất cả mọi người tin Chúa trên thế giới. Chúng ta không đến sự phán xét nhờ ai anh chị em? Nhờ Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu đã biện hộ, đã trả giá. Nhờ Chúa Giêsu là một luật sư để nói với chúng ta rằng, không, con ta đã được mua rồi, con ta đã được trả rồi, tất cả tội lỗi nó đã được xóa rồi, tất cả sự vấn vi phạm của nó đã bị hủy rồi, bây giờ nó trắng án. Mà trắng án thì cần đến tòa không? Không cần đến tòa. Chúng ta không cần đến tòa. Chúng ta đã vượt khỏi sự phán xét, chúng ta đã vượt khỏi sự chết, đi thẳng vào sự sống đời đời. Các anh chị, nhờ Chúa Giêsu. Roma đoạn 8 câu 1 câu 2 chép cũng rất rõ. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Giêsu Christ buông tôi khỏi luật của sự tội và sự chết. Nhìn thấy không? Cho nên chị em ơi, khi tôi nghĩ đến điều này, lòng tôi rất xúc động bởi vì những gì Chúa Giêsu đã làm. Hàng triệu người thế giới kia mỗi ngày họ bôn ba suy nghĩ cho những việc tạm bợ đời này, những thời gian ngắn ngủi của cuộc đời này 60, 70 năm, 80 năm, để rồi khi một ngày nào đó họ nằm tạm ngủ dưới đất, rồi khi bừng tỉnh thấy mình đứng trước một tòa án để phán xử. Và điều gì đảm bảo tên của họ được ghi vào sách sử sống thế giới? Điều gì? Không có gì chắc chắn, có phải không? Không có gì chắc chắn. Tôi nói những điều này để anh chị em nhớ đến người thân yêu của mình, nhớ đến cha mẹ chưa tin Chúa của mình, nhớ đến anh chị em chưa tin Chúa của mình, nhớ đến những bạn bè thân thiết chưa tin Chúa của mình. Chắc chắn anh chị em mà không đứng trước cái tòa án này để bị quăng vào hồ lửa, nhưng họ có nguy cơ đứng trước nếu họ không đồng phục cuộc đời. Nếu họ không tiếp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm, tất cả những người ngoài kia sẽ bị cháy bừng bừng nơi hồ lửa. Tôi gọi đó là sự chết lần thứ hai. Đây là chết vĩnh biệt, không còn chết lâm sàng nữa, chết vĩnh biệt. Chết này là không sống lại nữa. Chết này là đời đời đau đớn la hét dưới hỏa ngục, mà Chúa Giêsu đã nói dòi bỏ lòng mình, nghiến răng khóc lóc đời đời mãi mãi. Anh chị em có thể lên YouTube và xem những cái clip mà những người được Chúa khải thị cho xuống địa ngục và lên xuống hồ lửa và đánh chết chết. Nó kinh khủng đến chừng nào, khủng khiếp đến chừng nào. Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu
nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, cứ quả thật các ngươi không tin ta, các ngươi sẽ chết, các ngươi không tin ta, các ngươi sẽ chết, các ngươi không tin ta, các ngươi sẽ chết. Chúa nói mết như thế, nhưng mà người ta không chịu hiểu, người ta không chịu tin, người ta thậm chí còn nói Chúa Giêsu bị thần kinh, Chúa Giêsu bị quỷ ám, Chúa Giêsu nói những điều không thật đấy. Thế giới hôm nay cũng vậy, khi chúng ta giảng về một đấng cứu chuộc, khi chúng ta giảng về một Chúa Giêsu cứu họ khỏi hồ lửa đây đó, thì họ nói mình không thực tế, lo làm ăn không lo, lo đi giảng chuyện ta làm. Nhưng mà rồi một ngày nào đó họ sẽ nhìn thấy rằng lời của Chúa không tào lao chút nào, đó là sự thật. Amen chị em, đó là sự thật. Tôi chúc mừng tất cả anh chị em và tôi, những con người đã thoát khỏi sự chết để bước vào sự sống đạo đạo. Điều này là còn quan trọng hơn hai điều trước. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Chúng ta có thể thiếu thốn một chút nhưng vẫn là bạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể có một chút bệnh tật trong thân thể nhưng vẫn là người kính mến Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không vượt khỏi sự chết lần thứ hai thì khốn nạn cho chúng ta rồi. Amen chị em. Trần sứ điệp hôm nay khích lại anh chị em những gì Chúa Giêsu đã làm. Hãy biết ơn Ngài, tôi cũng biết ơn Ngài, mỗi ngày biết ơn Ngài và nói rằng Chúa ơi, nếu không có Ngài, con không hiểu linh hồn con giờ này ở đâu, con không hiểu tình trạng của con là thế nào, con không hiểu rằng con có cơ hội để được nghe phúc âm lần thứ hai không. Nhiều lúc tôi ngẫm nghĩ về điều đó và tôi thấy rằng là Chúa quả thật không phải con chọn Chúa, mà Chúa đã tìm và chọn lựa con để con được sống với Ngài. Anh chị em ơi, hãy nhắm mắt lại cầu nguyện với Chúa giờ này. Hãy nói với Chúa, hãy nói với Chúa rằng anh chị em yêu Ngài, anh chị em biết ơn Ngài, bởi vì Ngài đã cứu anh chị em khỏi hồ lửa đằng đằng, khỏi những nơi kinh khủng của sự kinh khủng. Tôi muốn anh chị em hãy cầu nguyện, hãy nói với chị, Chúa đang hiện diện ở đây, tôi thấy Ngài đã hiện diện ở đây, tôi thấy Ngài đã gieo điều này vào trái tim của chúng ta để chúng ta biết ơn Ngài, không bao giờ quên, không bao giờ được quên tình yêu của Ngài. Quả thật ta muốn cầu kết, ai tin ta thì dẫu chết cũng sẽ sống, ai chết mà tin ta thì sẽ được sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con Ngài không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Lạy Chúa, anh em con hướng lòng về Ngài, anh em con nói rằng chúng con biết ơn Cha, biết ơn Đức Chúa Trời đã dành cho chúng con một đặc ân vô cùng quý giá. Đời sống này thật ngắn ngủi, nó sẽ chóng qua như bong bóng xà phòng, nhưng lạy Chúa hôm nay chúng con được đứng đây và hưởng sự sống đời đời. Chúa Giêsu ơi, chúng con không thể dùng lời để diễn tả lời biết ơn của chúng con. Chúng con không thể dùng lời để nói hết tạ ơn mà Ngài dành cho chúng con. Chúng con không thể dùng lời để nói hết lòng nhân từ và sự thương xót mà Ngài dành cho linh hồn chúng con. Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã được sống rồi. Lạy Chúa, chúng con đã được sống rồi. Lạy Chúa, chúng con đã thoát khỏi sự chết lần thứ hai rồi. Lạy Chúa, đó là nhờ Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, cảm ơn Ngài, Chúa Giêsu yêu dấu ơi. Lạy Chúa, bởi Đức Thánh Linh hiện chứng điều này và lòng hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến đây để nói rằng chúng con đã sống, nhất định đã sống rồi. Chúng con đã sống rồi. Hallelujah. Lạy Chúa ơi, chúng con đã sống rồi. Thật sự đã sống rồi. Chúng con đã thoát khỏi rồi. Chúng con không còn phải đỡ trong hồ lửa. Chúng con không còn phải bị phán xét. Chúng con không còn nữa bởi huyết của Ngài, bởi những gì Ngài làm. Chúa Giêsu yêu dấu ơi. Ô lạy Chúa, món quà lớn lao. Lạy Chúa, một món quà lớn lao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Joy, hallelujah. Oh, hallelujah, chúng con biết ơn Ngài. Oh, sự hiện diện của Ngài. Ôi sự sức giàu của Ngài. Ôi lòng chúng con nói rằng chúng con đã sống và nhờ Ngài. Chúa Giêsu ơi. Ôi chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sống vào Chúa ơi. Chúng con thật sự nó vượt khỏi sự chết và bước vào sự sống thiên đàng vĩnh cửu. Ôi trời mới đất mới. Hallelujah. Chúng con là người chiếu sáng trên vòng cung đời đời mãi mãi. Hallelujah. Chúng con là người sáng mãi như ngôi sao này. Hallelujah. Oh hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Chúa có xứng đáng để được thờ phượng không anh chị em? Amen. Tôi mời anh chị em đứng dậy và đưa cao tay mình lên. Chúng ta hãy thờ phượng Ngài. Đưa đôi tay lên cao. Đưa đôi tay lên cao để thờ phượng Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.